Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Minh Đăng cùng với đài truyền IBC TV chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Khu vực đi đô Sài Gòn mở đầu trong ngày thứ Sáu, trời âm u mây mù cho cả ngày và đêm hôm nay, thời tiết se lạnh với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức vào khoảng 66 độ cho ban ngày, giảm xuống vào khoảng 50 độ cho ban đêm. Bình minh sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 35 phút, hoàng hôn vào lúc 5 giờ 37 phút chiều tối. Độ ẩm tại khu vực đi đô Sài Gòn trong ngày hôm nay khá cao, thay đổi từ 66% vào ban ngày tiếp tục tăng lên đến 88% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió với cường độ 8 dặm một giờ di chuyển từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày, 3 dặm một giờ di chuyển từ hướng Đông Đông Nam cho buổi tối ngày hôm nay, và chỉ số tia tử ngoại vẫn giữ mức vào khoảng 4/11. Điểm qua thời tiết trong những ngày cuối tuần này, trời âm u mây mù trong ngày mai là ngày thứ Bảy với cơ hội có mưa là từ khoảng 40-50%. Và ngày mai nhiệt độ cao nhất được dự đoán ở mức vào khoảng 62 độ cho ban ngày, 53 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 5 tới 8 dặm một giờ từ hướng Nam Đông Nam vào ban ngày. Và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 34 phút. Sau đây sẽ là thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài trình IBC TV. Chúng tôi kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc và thật nhiều sức khỏe.